Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Xin chúc quý vị khán giả một ngày mới năng động, hiệu quả. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, mưa to dữ dội khiến 27 trên 31 tỉnh Trung Quốc bị lũ lụt, gần 34 triệu người gánh họa, Tập Tâm Hiệp ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước án tử hình, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng thừa nhận điều đó. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng đối với cả truyền thông Trung Quốc và truyền thông thế giới khi ngày hôm qua, vào lúc 19 giờ 30 phút, trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy, toàn bộ 27 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, làm cho hàng triệu người dân của nước này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, các ban ngành và lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội của nước này bảo vệ nghiêm ngặt Đập Tam Hiệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi thiên tai tàn phá nặng nề, nay đến mưa to, gió lớn, động đất, sạt lở liên tục xảy ra, yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù. Bởi chỉ có như vậy Trung Quốc mới vượt qua được khó khăn trong giai đoạn này và con Đập Tam Hiệp mới được các thế lực thù địch không tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập dường như đã biết sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Được biết, lúc đầu cầu mưa bão xảy ra, ông Tập hầu như không bận tâm bởi vì ông ta đang bận rộn cho công cuộc đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ của các nước trong khu vực. Bởi ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, lượng mưa to và lũ quét từ thượng nguồn con Đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua ông đã trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng, quyết tâm cao. Nếu không, nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát là rất nhiều và rất lớn. Thậm chí khi bão lũ đi qua thì sự khôi phục, khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đang rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện các cơ quan cũng đã đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, một số người dân có điều kiện thì họ đang tránh trú ở một số nước láng giềng xung quanh mình. Còn những gia đình có người già và trẻ em thì đã đi về miền xa xôi như Mông Cổ để lánh nạn. Hiện tình hình đất nước Trung Quốc đang gặp những vấn đề cực kỳ nguy hiểm do thời tiết lũ lụt hạn hán gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện thời tiết cực đoan cũng đã ảnh hưởng trầm trọng tới tất cả các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc. Mưa đá, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở tiếp tục xảy ra trong một vài ngày tới. Đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc khi ngày hôm qua con Đập Tam Hiệp tuyên bố tử hình. Truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc đang phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức ghê gớm. Lũ lụt đang hoành hành tàn phá 27 trên 31 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy, Tây Hồ, Bắc Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, khiến cho 33,85 triệu người bị ảnh hưởng và 141 người đã chết và mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin do nguy cơ lũ lụt mà gần 2 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 815 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà bị sập và 289 căn nhà bị hư hỏng bởi lũ lụt và lũ quét xảy ra. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 95%, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 69,59 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh rằng so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm vừa qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã giảm 17%, người chết và mất tích do thiên tai giảm 50%. Số lượng nhà bị sập giảm 75% và thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Các nhà quan sát cho biết, những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được bởi vì cách đây khoảng tầm 10 ngày,
một kênh truyền hình của Trung Quốc đã nói rằng lũ lụt và mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần chỉ làm thiệt hại có 2 người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể nào tin phía Trung Quốc được, bởi vì họ thường nói một đằng và làm một nẻo. Giống như câu chuyện ở Biển Đông, đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rằng Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây hổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, Hải quân của Trung Quốc liên tục cho bắn đạn thật, phóng tên lửa cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước khối ASEAN. Và đây là hành động đi trái với cả lời hứa của ông Tập. Chính vì vậy mà chúng ta không thể tin lời Trung Quốc nói. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng kể từ đầu tháng này đến trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn. Vành đai mưa chính đã duy trì ở khu vực này trong suốt nửa đầu tháng này. Lượng mưa lớn hơn so với cùng kỳ các năm trước. Đất đai gần như bão hòa nước, nhiều con sông mực nước đã vượt báo động đỏ, lở đất, lũ quét thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hồ Động Đình, hồ Tam Điệp, hồ Phan Dương và Thái Hồ sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Trong khi mực nước tại các con sông đang ở mức báo động đỏ, hồ ở Bắc An Huy, Giang Tô sẽ vẫn duy trì mực nước cao. Áp lực phòng chống lũ lụt rất lớn đối với các chính quyền của Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ tháng 7 đã khiến ít nhất 62 triệu người ở 56 huyện thuộc 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 15 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc phải di dời tái định cư khẩn cấp cho hơn 231.000 người, cứu hộ cứu trợ khẩn cấp hơn 394.000 người và 3.450 ngôi nhà đã bị sập, 5.639 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên con số 10 tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, kênh tài chính của đài CCTV đã đưa tin mực nước ở khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn gần đây. Hiện mực nước tại khu vực hồ chứa đã đạt lên tới đỉnh điểm gần 147m, cao hơn gần 3m so với giới hạn kiểm soát lũ. Trong khi 10 ngày trước đó, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa thông báo hai hồ chứa ở Quảng Đông, Quảng Tây đã bị vỡ trong trận lũ lụt vừa qua. Vì vậy, sự an toàn của con đập Tam Hiệp một lần nữa đã trở thành vấn đề chú ý của truyền thông Trung Quốc. Theo trang Tân Hoa Xã, một số cơ quan truyền thông của Đài Loan, Hồng Kông, những người luôn quan tâm tới những tin tức tiêu cực ở Trung Quốc đại lục đã ngay lập tức vào cuộc. Người dẫn chương trình tài chính của Đài Loan, ông Trích Con đã phân tích điều này trong chuyên mục Khoảnh khắc quan trọng và nói rằng nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt có thể hủy diệt thành phố Nghi Xương trong vài giờ, phá hủy các thành phố dọc theo trung và hạ lưu con sông Dương Tử, bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh chỉ trong một ngày và sau đó nhấn chìm Thượng Hải. Và 10 ngày tiếp theo, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Người ta cho rằng tất cả những vấn đề trên đều do mẹ thiên nhiên và trời đất nổi dậy trừng phạt Trung Quốc, bởi vì những tội lỗi mà chính quyền ông Tập gây ra cho nhân loại trong thời gian vừa qua là cực kỳ dã man. Theo các nhà quan sát cho biết thì một trong những vài ngày tới cũng như vài tuần tới, đất nước của Trung Quốc còn dính ít nhất 100 trận mưa to cũng như lũ quét sạt lở ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con sông Dương Tử tràn về. Vì thế mà Trung Quốc vẫn tiếp tục chìm trong biển nước. Và các tin tức liên quan tới tình hình đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe, vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong mỗi phần bình luận dưới mỗi video để đội ngũ biên tập viên của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.